Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 được khai mạc với sự tham dự của 294 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.641 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là đơn vị được tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn diện trong toàn tỉnh. Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội tiến hành đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo tổng hợp đóng góp văn kiện của cấp trên và cấp mình và tham luận, thảo luận. Nhiệm kỳ qua, cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện Long Hồ đã quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,43%. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên. Với phương châm dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, phát triển, Đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Long Hồ đạt đô thị loại 4, xã Phú Quế đạt đô thị loại 5, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước, trong đó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội làm nòng cốt. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung nguồn nhân lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý điều hành của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra. Huyện cần quan tâm để phát triển ngành nghề về lĩnh vực mà huyện có tiềm năng, chú trọng nâng dần về tỷ lệ ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ và giữ vững vai trò trọng yếu của ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện. Phải xem nông nghiệp, nông dân, nông thôn là cơ sở và là lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện những giải pháp, biện pháp khả thi phù hợp để nhằm thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm có khả năng cạnh tranh ở trên thị trường. Tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản và người có ưu thế về nguồn nguyên liệu tại chỗ, đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư để xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ, nhất là dịch vụ ở các khu điểm công nghiệp, từng bước đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của người nhà. Chiều cùng ngày, đại hội đã thảo luận phương án cơ cấu nhân sự và số lượng cấp ủy cần bầu, đề cử danh sách nhân sự cấp ủy khóa mới do cấp ủy triệu tập đại hội, chuẩn bị để đại hội thảo luận tiến hành ứng cử đề cử cấp ủy khóa mới với 45 đồng chí ứng cử ban chấp hành đảng bộ huyện Long Hồ khóa 12. So với số lượng cấp ủy cần bầu được đại hội biểu quyết thông qua có số dư là 6 đồng chí, chiếm 15,38%. Ngày mai, 25 tháng 6, đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử ban chấp hành, lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy, công bố kết quả phiên họp đầu tiên của ban chấp hành, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên, cấp ủy khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt hứa hẹn, thông qua dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.